anh em chúng tôi đã hẹn nhau có mặt ở đây từ lúc 9 giờ sáng và để chuẩn bị thực hiện cuộc hành trình di chuyển từ Vin Ocean Park xuống Tuần Châu Hạ Long để tổ chức một buổi offline, dự kiến hôm nay có khoảng 150 xe. Đặc biệt thì các chiếc xe VinFast ở đây thì đều được trang bị hai dòng sản phẩm, đó chính là camera hành trình Fivu GX33 và máy lọc khí Aburi AB1. Dòng sản phẩm camera hành trình Fivu GX33 giúp bảo vệ xe tuyệt đối với chức năng parking mode, và dòng sản phẩm máy lọc khí Aburi AB1 giúp lọc không khí, đảm bảo chất lượng không khí trong xe là luôn luôn sạch sẽ, cho không chỉ cho bản thân của các bác chủ xe mà còn cho những cái người thân trong gia đình của mình. Tại khu vực test drive của dòng xe điện VinFast. Mình lắp camera hành trình Fivu GX33 được khoảng bao lâu rồi nhỉ? Em mới lắp được chắc 3-4 ngày đấy. À 3-4 ngày. Vâng. Thì trong 3-4 ngày đấy thì mình trải nghiệm thì mình cảm thấy thế nào? Cái này cái thứ nhất là về phần ghi hình ấy thì nó rất là nét. À. Em công nhận là nó nét so với những cái cam phổ thông tầm 2 triệu thì nó không có con nào bằng con này rồi. À. Thì tiền nhiều nó vẫn hơn. Nét. Với lại cái thứ hai em thấy cái khả cái độ nhạy của nó đấy. Ở những cái va chạm nho nhỏ hay là đi vào ổ gà nhỏ thôi nó cũng ghi hình lại rất là nhạy. Đấy là cái quan trọng nhất. Và cái thứ hai em mới phát hiện ra là ở cái con cam này nó có một cái rất hay cho xe điện, đặc biệt là con 8 này. Đối với anh em mà rất quan tâm đến cái ắc quy 12V thì cái con này em phát hiện ra lúc ghi hình cái cam này nó lưu lại luôn cái chỉ số ắc quy ở ngay trên cái file ghi hình luôn, nên là mình có thể theo dõi được. Đôi khi chỉ cần check lại cam là biết ắc quy lúc mình ngủ nó có yếu hay không là biết rồi. Cái em thấy là rất là hay cho con VF8. Vâng. Thế thì chốt lại thì so với cái mức giá mà mình bỏ ra và so với những cái gì mình nhận lại thì nó có xứng đáng hay không? Quá tuyệt vời, nhận xứng đáng ạ. Okay. Đúng là tiền nào của đấy ạ. Okay. Rõ nhất của nó là cái độ nét rất là cao. Và thao tác sử dụng cũng khá là dễ. Vâng. Sau khi được anh bạn phó giám đốc như mình ấy, vâng, hướng dẫn thì mình thấy khai thác sử dụng cũng khá là dễ. Vâng. Mình nghĩ là cái mục tiêu mà để cho có những hình ảnh ghi lại trong cả những chuyến đi của mình rồi những lúc mình đậu xe như thế là ok, đảm bảo được cái mục tiêu đấy. Thì nghĩa là mình cũng rất quan tâm đến cái chất lượng sức khỏe, chất lượng không khí, nên là trên xe của mình trước đây mình cũng đã lắp một số cái bộ lọc, kể cả cái bộ lọc cốc và cái bộ lọc gắn nó một cái hộp nhỏ này, nhưng mà thấy là cũng hiệu quả nó cũng không cao. Khi mà sử dụng cái bộ này thì mình thấy một trong những cái cần thiết nhất để lắp trên xe, vì cái này nó hoạt động nó rất là hiệu quả, mình có thấy là nó có hiệu quả ngay. Quan trọng nhất là cái hạt bụi 0.3 micromet này, như anh kỹ thuật anh vừa hướng dẫn ấy, vừa trao đổi ấy, thì cái hạt bụi này nó không chỉ gây nó ảnh hưởng đến phổi mà nó còn có khả năng là ảnh hưởng đến cả máu nữa. Thì thực ra cái bộ này nó chỉ có khoảng vài triệu thôi, vài triệu mà mình có một cái không khí rất trong lành. Nhiều người sẽ phải lái xe rất nhiều, lái xe một ngày lái xe vài tiếng, nhiều tiếng, thì theo mình nên lắm.